Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn tạo ra cái phần slider như vậy. Thì tôi sẽ bây giờ tôi sẽ viết cho cái trang index đi. Tôi kéo lại và tôi sẽ viết cho cái trang index. Thì tôi copy cái thẻ div này xuống. Thì tôi sẽ để dưới đây. Rồi tôi chỉnh lại cho cái thẻ div này nó trở lại. Chỗ này thì tôi sẽ sửa lại thành column small 12. Rồi tiếp theo là column small thì sửa lại thành 12. Và column medium thì tôi cho là 9. Và column large thì tôi cho là 9. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ save nó lại. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ quay lại cái trang bootstrap và tôi sẽ đi vô mục JavaScript. Và tôi sẽ đi xuống cái mục Gradle này, tôi sẽ đi xuống mục Gradle này. Đây, đây thì nó có cái slider Gradle như vậy và ví dụ của nó như vậy, rồi nó có cái đoạn code mẫu như vậy. Thì tôi sẽ đi copy cái đoạn code mẫu này về cho nó nhanh. Đó, tôi sẽ copy cái đoạn code mẫu này về. Và tôi sẽ paste nó vô đây. Tôi sẽ paste ở đây. Rồi tôi sẽ căn chỉnh nó lại. Các bạn bôi đen rồi sau đó các bạn nhấn phím tab để căn chỉnh lại cho nó. Đó. Rồi, tiếp theo thì mấy cái dấu chấm này tôi sẽ bỏ đi. Tiếp theo thì tôi sẽ copy một số cái file hình bỏ vô cái folder. Tôi sẽ tạo ra một cái folder là image. Và tôi sẽ copy một số cái file hình tôi bỏ vô đây. Thì tôi sẽ có một số cái hình tôi bỏ vô đây. Thì tôi sẽ có một số cái file hình như vậy. Tôi mở này cho các bạn xem. Thôi thì tôi sẽ có một số cái file hình như vậy. Và tôi sẽ sử dụng mấy cái file hình này. Thì các bạn có thể tự download mấy cái file hình ở trên Internet. Hoặc là nếu mà các bạn nào muốn hay thì tôi sẽ để lại cái folder để các email ở bên trên nha. Đường link download mấy cái hình này ở bên dưới video của tôi để các bạn có thể download. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ quay lại cái trang này, tôi cho save và tôi sẽ đi lại quay lại cái trang của tôi. Thì tôi đi test thì bây giờ cái phần này thì slider này thì nó cần sử dụng thêm một cái thư viện là jQuery thì tôi sẽ đi download cái jQuery về và tôi sử dụng. Tôi sẽ download cái jQuery về. jQuery đây. Tôi sẽ vô cái trang của jQuery. Và tôi sẽ download cái phiên bản mới nhất của nó là 3.4.1 này. Thì tôi sẽ chọn vô cái đường link là download đi ẩm correct development jQuery 3.4.1. Thì cái file này tức là cái file mà nó chưa có nén, còn cái file ở trên này thì nó đã nén rồi. Các bạn có thể sử dụng một trong hai file này. Nhưng mà tôi sẽ khuyên các bạn nên sử dụng cái file này. Rồi tôi sẽ copy hết toàn bộ cái file này về. Và tôi sẽ quay lại cái project của tôi. Và tôi sẽ đi vô cái folder JS này và tôi sẽ tạo ra một cái file tài mới. Tôi đặt tên cho nó là jQuery. Việt Nam 3.4.1 rồi .js. Đó, tôi sẽ tạo ra cái file này. Rồi tôi đi cho Z. Rồi tôi sẽ mở cái file này lên, tôi sẽ chọn Edit. Và tôi paste cái nội dung vừa nãy tôi copy ở trên cái trang này vô. Tôi sẽ copy hết cái nội dung và tôi paste vào đây, tôi sẽ cho sạch. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ delete cái file jQuery 3.4.1 này và cái folder cái trang index này. Thì tôi sẽ copy cái slip này. Rồi tôi sẽ delete cái file jQuery thì tôi sẽ copy cái name của nó và tôi paste vào đây. Thì các bạn lưu ý là cái file jQuery này thì chúng ta phải để ở trên cái file bootstrap.js này thì nó mới hiểu được, tôi mới có sai. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ quay lại đồ Z của tôi và tôi đi test. Thì đây, thì bây giờ slider của tôi nó như vậy. Rồi, tiếp theo thì chỗ image này thì tôi sẽ chọn với cái file hình của tôi thì tôi sẽ chọn vô cái folder là image và đây thì tôi có cái file hình banner 1 JPG như vậy thì tôi sẽ copy cái tên hình vô và tôi paste nó vô đây. Tôi cho save. Rồi tương tự ở chỗ này thì tôi sẽ thay bằng cái tôi chọn cái folder image và tôi chọn cái file hình của tôi là banner 2 chẳng hạn. Rồi tôi cho save.
Theo thì tôi copy cái khối này xuống. Chỗ này tôi sửa này là hình banner 3 chẳng hạn. Rồi thì cho save. Rồi tôi reset lại trình duyệt. Đó thì cái banner của tôi bây giờ nó như vậy. Thì nó chưa được đẹp. Thì tí nữa là tôi sẽ đi viết style cho nó. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ copy cái clip này xuống cho các hình banner còn lại. Thì ở trong này thì tôi có cái 9 hình banner thì tôi sẽ cho nó dồn luôn cả 9 hình banner. Và tôi sẽ sửa cái tên hình nó cho nó lại. Chỗ này tôi sửa thành banner 4 này. Chỗ này tôi sửa thành banner 5. Chỗ này tôi sửa thành banner 6. Rồi chỗ này tôi sửa thành banner 7. Rồi chỗ này tôi sửa thành banner 8. Rồi chỗ này tôi sửa thành banner 9. Rồi tiếp theo thì ở cái chỗ nick data target bằng Carousel generic này thì nó là mấy cái nó là mấy cái chấm chấm này này thì tôi sẽ thêm cho nó. Tôi sẽ copy thêm cho nó để cho nó đủ cho chính cái item bên dưới. Rồi tôi cũng thay sửa lại cho nó cái này là hình 3. Chỗ này chuyển thành 4. Chỗ này tôi chuyển thành 5. Và chỗ này tôi chuyển thành 6. Chỗ này tôi chuyển thành 7. Chỗ này tôi chuyển thành 8. Rồi, nó như vậy nó đã đủ. Tôi đi vào sai. Rồi tôi refresh và trình duyệt. Đó, bây giờ tôi mix thì nó sẽ có nhiều cái hình hơn. Đó. Thì nó chưa được đẹp thì tôi sẽ viết style cho nó sau. Thì bây giờ thì cái chỗ này. Rồi, tiếp theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn viết style cho cái phần slider này. Thì tôi sẽ mở lại. Thì ở đây tôi có cái class là Carousel thì tôi sẽ viết style cho cái class này. Tôi sẽ viết cho nó ở đây. Thì Carousel này tôi sẽ cho nó cái mặt hình top. Tôi cho là 25 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái mặt hình nét. Mặt hình nét thì tôi cho là 0 pixel. Tôi cho size. Rồi tôi đi phép chỉ dạy. Đó, thì nó căn lại cho tôi cái mặt hình top như vậy và mặt hình nét như vậy. Tiếp theo thì tôi có cái class là Carousel Inner. Tôi sẽ viết style cho cái class này. Tôi sẽ viết style cho cái Carousel Inner này như sau. Thì trong cái Carousel Inner này thì tôi có cái class là item. Rồi lại có cái thẻ image thì tôi sẽ viết style cho cái thẻ class là item. Và bên trong thì tôi sẽ viết style cho cái thẻ image. Rồi cái thẻ image này tôi sẽ cho nó cái quick là bằng 1000. Cái quick thì tôi cho là 1000 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái height bằng 350 pixel. Rồi tôi cho size. Rồi tôi sẽ đi tìm cái lại trình duyệt. Đó thì bây giờ trông nó đã can chỉnh lại cái quick và cái height. Thành ra nó trong cái slide nó rất là đẹp rồi. Tiếp theo thì tôi sẽ đi tạo thêm cái phần nick cái nick các sản phẩm bestseller. Đây tôi sẽ tiếp tục quay lại cái trang index.html và tôi sẽ viết code cho nó. Để thu dọn cái tag này lại. Rồi tiếp theo là cái chỗ này tôi sẽ cho nó thêm cái này đi. Tôi cho nó cái class là bằng row. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái class là nick product bestseller. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ có cái bảng H5. Rồi trong H5 này tôi sẽ cho nó cái title là bestseller. Rồi tiếp theo thì bên dưới này tôi sẽ cho nó cái thẻ div. Và tiếp theo thì tôi cho nó cái class là bằng column small, tôi cho là 4 cột. Và tiếp theo thì tôi cho nó cái class là column medium, cho là 4 cột. Và column left thì tôi cho là 4 cột. Rồi tôi thêm cho nó cái class là product item. Rồi bên trong nó tôi lại có cái edit nữa.
Cái dip này thì tôi cho nó cái crab là đằng trong. Bên trong đó thì tôi sẽ có cái dip nữa. Này tôi cho nó cái crab này bằng column medium xịn. Rồi tôi sẽ có cái thẻ là img. Cho nó cái thẻ src là bằng. Tôi sẽ cho nó cái img, tôi cho cái column img và tôi sẽ cho nó cái hình. Ở đây thì tôi có cái hình là lao ở một này. Tôi sẽ copy cái tên hình và tôi tag nó vào đây. Rồi tôi cho save. Rồi tôi refresh lại. Đó thì nó có thêm cái hình cho tôi như vậy. Và cái style của nó như vậy thì do là tôi chưa chỉnh lại cái bức và cái hay cho cái hình này. Nên là nó bự như vậy. Thì tôi sẽ viết sau. Rồi tiếp theo thì tôi lại có cái thẻ div nữa. Rồi trong cái div này thì tôi cho nó cái class là bằng column medium six luôn. Rồi tiếp theo thì bên trong nó thì tôi sẽ cho nó cái div nữa. Này thì tôi cho nó cái class là bằng content. Rồi tôi sẽ cho nó cái thẻ h5. Thì tôi cho nó cái title là first name chẳng hạn. Rồi tiếp theo thì bên dưới thì tôi có cái b. B này thì tôi cho nó là con đi 100 đô la chẳng hạn. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ copy cái code mà có cái class là product item này xuống. Thì tôi sẽ có 3 item nên là tôi sẽ copy xuống này thành 3. Chỗ này tôi sẽ sửa thành là level 2. Rồi tiếp theo thì trong folder widget này thì tôi có cái hình first kit này. Tôi sẽ copy cái tên hình này. Tôi sẽ thay thế cho cái hình ở giữa này. Rồi tôi click vào save. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi refresh lại trình duyệt. Đó thì bây giờ cái phần click product bestseller thì nó có cái style như vậy. Thì tiếp theo thì tôi sẽ đi viết style để chỉnh cho cái phần bestseller này. Tôi sẽ đi viết style chỉnh cho nó như sau. Thì đây tôi có cái class là click product bestseller. Tôi sẽ copy cái tên class. Mình sẽ viết cho nó style cho nó ở đây. Thì đầu tiên thì tôi sẽ cho nó cái hay. Cái hay thì tôi cho nó là 202 pixel. Rồi tiếp theo thì cho nó cái mặt tiền. Tôi cho là 0 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái đường nét. Đây hình nét thì tôi cho là 15 pixel. Tiếp theo thì tôi cho nó cái background thì tôi cũng cho nó là trên này tôi có cái mặt màu là gray blur color, tôi cho cái mặt màu này luôn. Rồi tôi cho size và tôi sẽ refresh lại trình duyệt đó thì nó căn chỉnh lại cho tôi như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi muốn cho cái nóc này nó có cái border xung quanh, tôi sẽ làm như sau. Tôi sẽ đi xuống và tôi sẽ gọi border. Rồi tôi sẽ cho nó cái border này có cái size là 1 pixel, cái kiểu là tôi cho là solid. Và tiếp theo thì tôi cho cái mã màu cho nó là border gray color luôn. Đây tôi sẽ cho cái màu này. Rồi tôi cho size. Rồi tôi đi test lại, đó thì nó phải có cái border như vậy. Theo thì tôi sẽ chỉnh style cho cái title bestseller này thì nó là cái thẻ H5 này thì tôi sẽ viết style cho cái thẻ H5 ở đây. Thì tôi sẽ cho nó cái color là đây font color font size theo cho là font size tôi cho là 16 pixel. Tiếp theo thì không quay. Đó, không quay. Tôi cho là 600. Rồi tôi cho save. Rồi tôi refresh lại trình duyệt. Đó thì cái title bestseller đã thay đổi cho tôi như vậy.
Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi viết style cho cái class là product item này. Tôi sẽ viết cho nó ở dưới này. Product item này tôi cho nó cái đầu tiên thì tôi chỉnh cho cái thẻ IMG trước đi. Để chỉnh cho cái thẻ IMG đi. Thẻ IMG tôi cho nó cái width là bằng 140 pixel. Rồi, tiếp theo thì cái hay tôi cũng cho là 140 pixel. Rồi, tiếp theo thì tôi cho nó cái mặt hình nét. Mặt hình nét này tôi cho là chỉ 15 pixel. Rồi, tiếp theo thì tôi cho nó cái float, tôi cho là nét. Rồi, tôi nick cho size. Tôi sẽ đi test để chỉnh duyệt. Đó thì cái hình nó đã căn chỉnh lại cái chiều rộng và chiều cao của tôi như vậy. Bây giờ thì nó nhìn nó đã đẹp hơn. Tiếp theo thì cái class là cái nóc product item này thì tôi cho nó một số style như tôi cho nó cái background chẳng hạn. Tôi cho là white, cho nó màu trắng. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái mặt dry. Mặt dry tôi cho là 15 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái width. Tôi cho cái width là bằng 270 pixel. Rồi tôi cho size. Rồi tôi đi refresh để chỉnh duyệt. Đó thì nó căn lại cho tôi như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ viết style cho cái class là content này. Tôi sẽ viết ra ở đây. Class content thì tôi sẽ cho nó cái mặt top. Tôi cho là 20 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi có cái đèn H5. Tôi sẽ viết style cho cái đèn H5 này. Tôi sẽ cho nó cái style như sau. Thì tôi cho nó cái color, tôi cho nó là thằng BD 2026. Rồi tiếp theo thì tôi có cái font size, tôi cho nó là 16 pixel. Tiếp theo là cái font width, như vậy tôi cho là 600. Rồi tiếp theo size. Rồi tôi refresh để chỉnh duyệt. Đó thì bây giờ cái nắp này nó thay đổi cho tôi và cái thẻ H5 này thì nó có cái màu đỏ như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ viết style cho cái thẻ B này. Thẻ B thì tôi sẽ viết style cho nó như sau. Thì tôi cho nó cái color thì tôi cho nó cái style color này thôi. Rồi tôi cho save. Rồi tôi refresh lại. Đó thì nó có cái màu đỏ như vậy. Đó thì cái trang này nó cũng tương đối là đẹp rồi. Thì đây là một cái demo đơn giản về tạo ra một cái website Flower Shop mà sử dụng ngôn ngữ SAS, sử dụng Bootstrap, jQuery. Thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Thì buổi tiếp theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là đi trực tiếp vào làm cái website thời trang sử dụng Bootstrap, jQuery và SAS để làm. Thì hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.